Xin được chào tất cả mọi người nha. Và em hôm nay cũng đưa lên một cái bộ chuyển đổi nguồn. Và cái bộ chuyển đổi ATS này thì đợt trước em cũng có lên video em chia sẻ cái cách đấu cái bộ ATS này rồi. Thì cái này giờ thì các bác nào mà đang còn phân vân về cách đấu á, thì các bác cứ vào video trước của em nha. Thì em đã có chỉ cách đấu rất là tỉ mỉ về cái bộ ATS này. Và hôm nay như cũng đã hứa ở video trước, video này em sẽ chia sẻ một cái cách đấu, cài đặt và cách sử dụng cái bo mạch. Cái bo mạch này để mình chống quá tải cho inverter. Và cái bo mạch này nếu mà không có cái cảm biến dòng này á, thì các bác cũng có thể mua mình cái bo mạch này về không, để mình có thể là làm cái bộ cắt và cắt theo điện áp của mình mong muốn. Ví dụ bao nhiêu đấy thì vôn đấy, điện áp cao và điện áp thấp của kích cũng như là bộ sạc bình tự động thì mình có thể cài đặt ở trên cái bo mạch này. Còn khi các bác mua về để mà chống quá tải cho inverter, khi nào mình dùng đến cái mức ngưỡng mà mình không muốn cho phép nó quá cái lượng bình hoặc là quá cái inverter của mình thì để cho nó cắt, thì có thể là mình mua cái bo mạch này phải có cái cảm biến dòng này nha mấy bác. Còn nếu mấy bác mua muốn về để sử dụng mục đích để mà ví dụ như mình dùng cho cái bộ sạc bình tự động cắt khi bình đầy hoặc là bình yếu nó sẽ tự nạp lại, hoặc là inverter điện áp thấp và điện áp cao, những inverter nó không có cái đấy thì là mình dùng, mình mua cái bo mạch, mình cái bo mạch không thì về mình dùng là ok. Thì ở đây em cũng có đấu sẵn một cái bộ như thế này đấy, các bạn thấy không. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn chi tiết về cái cách đấu. Thì cái bo mạch này nếu mà những người người ta, những bác nào mà đã hiểu về điện cũng như là đã sử dụng rồi thì nó cũng rất đơn giản, nhưng mà có rất nhiều bác thì điện thì mình cũng không hiểu và cũng không học hành gì cả, thì nhiều khi mình nhìn sơ đồ hoặc là nhìn cái ký hiệu thì về cũng không thể đấu được. Và những cái linh kiện này nếu mà mình mà đấu sai vào âm dương vào thì dĩ nhiên nó sẽ lên đường ngay, nó sẽ bị cháy đó. Và những cái bo mạch này thì đa phần, theo em nghĩ là đa phần, và kể cả em luôn thì không dám bảo hành đâu mấy bác. Tại vì khi em nhập những cái hàng này về thì người ta cũng không bảo hành cho mình. Đấy, nên là mong các bác lưu ý kỹ khi mình kết đấu, kết nối những cái đường dây vào những cái bo mạch này. Thì ở đây có một cái như thế này. Thì em cũng xin lỗi mấy bác là tiếng Anh của em nó bị hạn chế rất nhiều, và em cũng đang cải thiện. Nên là những cái đọc những cái từ tiếng Anh thì em sẽ bị hạn chế, nên là mong các bác thông cảm. Thì phía bên trái của cái bo mạch này là phía cấp nguồn nuôi vào cho cái bo mạch. Thì điện áp làm việc của nó thì các bác cứ cấp nguồn 12V là ok. Đấy, cấp nguồn 12V. Thì ở đây nó có ký hiệu cái đường trên này này mấy bác này. Cái đường trên này là nó ký hiệu VIN, xin lỗi mấy bác. VIN là ký hiệu của dương vào đấy mấy bác. Ốc trên này là mấy bác cho kết nối dây dương của bình vào đây, điện 12V nha mấy bác. Còn ở dưới đây là người ta ký hiệu của GND đấy, GNG đấy là dây mát đấy. Cái này cũng ký hiệu nó là dây mát, thì là dây âm của bình sẽ vào đây đấy. Đây là nguồn kết nối dây nguồn nuôi của cái bo mạch này là hệ 12V. Đây mấy bác kết nối vào đây. Và xong đấy là sang phía bên này, sang phía bên ba cái cổng này. Ba cái cổng này thì cổng đầu tiên này á là người ta ký hiệu là NC, đó là thường đóng. Đấy, chắc mấy bác học điện thì hiểu rất rõ vấn đề này, NC là thường đóng. Còn ở giữa là tiếp điện ở giữa. Đấy, nó y như một cái công tắc ba chấu cầu thang ấy. Thì ở giữa đây là tiếp điện ở giữa, còn ở dưới đây là thường mở. Đấy, em có ký hiệu ở dưới đây là N on này mấy bác này. Đấy, trong một cái khe này này. Đấy, để em zoom lại. Đấy, N on các bác thấy chưa? Đó là
ký hiệu của thường thường mỡ nha. Thì tùy theo cái mục đích sử dụng của mình để mình đấu nha. Còn khi các bác đấu kết nối vào cái bộ này á, thì các bác lưu ý cho em là các bác làm cái việc chống quá tải thì các bác đấu vào cực giữa này và cực nở on. Đấy, cực on đấy, đấy hai cực là cực ở giữa và cực dưới. Đấy các bác lưu ý, còn cực trên thì mình không sử dụng. Tùy theo mục đích sử dụng của các bác, nhưng nếu mà đấu vào bao mạch này thì các bác đấu vào cái điểm giữa và điểm dưới. Đấy. Và cái bao mạch này, cái tác dụng cái đường dưới đây là cái gì? Đường dưới đây á, là mấy bác mua mình cái bao mạch này không về thôi. Và các bác không cần mua cái cảm biến này. Thì về các bác đấu vào đây thì là người ta có ký hiệu đây này. Ký hiệu V cộng và V trừ này, gọi là dây dương và dây âm. Thì các bác kết nối vào đây để mình làm những cái lắp ráp vào những cái bộ nạp bình mà mấy bác hay quấn lấy ấy, để mình chạy tự động. Thì khi mình cài đặt ở trên những cái thông số này, trên những cái điểm này mình cài đặt cho cái số vôn này vào, thì mình có thể mình dùng được cái vấn đề là điện áp thấp, điện áp cao, hoặc là mấy bác dùng những cái quạt 12V hoặc là bóng 12V chạy thẳng vào bình, thì các bác có thể chạy qua cái này, qua cái bo mạch này, để khi mà điện bình mình cài đặt điện bình nó xuống cả tầm 10V8 hoặc là 10V rưỡi, 11V gì đấy, thì nó sẽ tự động nó cắt không cho dùng nữa, để đảm bảo cho bình nó không bị, tuổi thọ của bình nó không bị hư nha. Đấy, còn cái cách cài đặt của cái thông số trên đây là như thế này. Thì cái đây em đấu sẵn một cái như thế này, giờ em bấm em cài đặt cho mấy bác luôn. Các bác khi các bác kết nối xong xuôi hết, giờ các bác muốn cài đặt á, thì các bác dùng thử ở trong nhà coi mình chạy cái ngưỡng cắt của nó và ngưỡng chạy của nó là bao nhiêu. Đấy, ví dụ như mình dùng cỡ 1000W thì cái kích với cái bình của mình nó chạy ok thì nó nằm vào bao nhiêu ampere trên này. Thì các bác cài đặt thì trước tiên các bác nhận cái nút set. Đây, đó là cái công tắc thứ hai nha. Đây, bác nhận công tắc thứ hai thì nó sẽ hiện lên chữ U này, trừ 1 này. Thì cái này em đã cài đặt mặc định hết rồi. Và bây giờ các bác muốn cài đặt cái điện áp thấp của nó này, cũng là dòng thấp của nó, dòng để khi nào nó chạy mình dùng xong ấy, và mình dùng xong cái tải lớn thì để nó chạy lại á, nó đóng lại thì các bác bấm này thì nó sang chữ này. Đấy, anh sang cái này thì nó sẽ nhảy lên là bây giờ là 0.8A. thì các bác muốn tăng A lên á, thì các bác nhận nút này. Đấy, công tắc thứ ba. Đấy, còn các bác muốn giảm cái A này xuống thì các bác bấm vào cái công tắc cuối cùng. Đấy, tăng giảm này thì tùy thuộc là mình dùng như thế nào đấy, thì là mình các bác tự theo nhu cầu sử dụng của mình thì các bác cài đặt nha. Đấy, rồi nút 3 là tăng, còn công tắc thứ tư đây là giảm, còn cái này là tăng này. Đấy, các bác qua cái ngưỡng nào đấy phù hợp với nhà mình thì các bác cài đặt nha. Đấy, còn cái đây là dòng thấp này, rồi các bác bấm thêm một cái nữa này. Đấy, nó sang là mình cài đặt dòng cao này, có là mình cài đặt đến cái ngưỡng nào là nó cắt thì các bác cài đặt cái này, thì các bác cũng bấm như thế này thôi. Đây tăng này, đấy, muốn tăng lên 20 này, hoặc là muốn giảm xuống này. Đấy, và khi các bác cài đặt xong á, ví dụ như các bác lên này đang nhà mình dùng cỡ tầm 20A là ok. Đây là cái em nói trước là cái đồng hồ này nó hiển thị A là nó không đúng nha mấy bác. Đấy, tại vì cái này là em chế, nhưng về cắt của nó thì rất là chính xác. Thì các bác điều chỉnh xong cái các bác thấy cái này ok rồi thì các bác nhận này, nhận vào cái nút công tắc ra này, thả ra này. Đấy, cái đèn này nó sáng lên là bắt đầu mình hoạt động nha. Đấy, và các bác muốn cài đặt nữa thì các bác lại bấm cái này, bấm công tắc thứ hai, giữ một lúc, sau các bác nhả lên. Đấy, và bấm thêm một cái nữa này để cài đặt cái dòng thấp này.
Đấy, để mình muốn bao nhiêu đấy thì tùy nhá. Đấy, muốn bao nhiêu đấy thì tùy. Tùy với bác. Đấy, có nghĩa là công tắc thứ ba đây là tăng này. Đấy, em đang tăng này. Đấy. Xong xuôi cái là các bác nhận thêm một cái nữa này, là sang cài đặt dòng cao này. Đấy, tùy với bác thích cài đặt bao nhiêu thì cài đặt nha. Xong xuôi là các bác bấm tiếp nốt thứ hai này. Đấy, là xong. Xong vấn đề cài đặt nha. Thì cách đấu của nó thì hôm nay em cũng đã nói rồi. Thì bây giờ là cái ví dụ như các bác mà muốn cái nguồn thông tin này, bây giờ em cũng chỉ cách đấu thực tế trên cái này luôn nha. Thì cái này của nó thì đây này, hôm nay em cũng bảo các bác đấu vô cái cực giữa và cực dưới đúng không? Thì cái nguồn đây là nguồn điện vào của kích này, đây là nguồn điện ưu tiên nha. Mấy bác muốn ưu tiên nguồn nào thì mấy bác cài đặt. Thì nguồn điện ưu tiên của nó thì một dây đây này, dây AN đây này. Thì các bác câu thẳng vào cái bên này. Đây, các bác thấy chưa? Đây là cái dây này này, các bác câu thẳng vào cái điểm điểm 220 của kích này. Còn cái một điểm này á thì các bác câu qua dây này này. Xuống cái điểm này của bên cái bo mạch, xong là các bác đảo ngược lại cái bên AR này của cái bên mạch điều khiển của cái bộ ATS này. Đấy là xong nha. Còn cách kết nối cài đặt thì lúc nãy em cũng mới nói xong rồi, nó rất đơn giản thôi. Và hôm nay em xin được test thực tế luôn. Thì video trước em có test á, thì có mấy bác lên comment là cái này chạy nó bị ngắt quãng nên đâm ra nó khởi động lại. Thì hôm nay em có để đây một cái máy tính này. Đấy, em có đem ở đây một cái máy tính nha, một bộ máy tính này, một cái bóng đèn tip chạy bằng tắc te nha. Loại này nó rất nhạy. Thì cả bếp từ này, rồi cả quạt này, quạt điều khiển này. Thì hôm nay em sẽ xin test coi thực tế là cái độ trễ của nó như thế nào nha. Thì em nói luôn là cái bộ ATS này á, đây là mình dùng bằng cơ, bộ này là dùng bằng cơ nha mấy bác. Thì cái độ trễ của nó vẫn là có chứ không phải là không có, nhưng mà trong phạm vi cho phép là như thế nào, có nghĩa là những cái thiết bị dân dụng bình thường như trong nhà, tivi, máy tính, quạt điều khiển hoặc là bếp từ, thì khi nó chuyển động từ nguồn này đến nguồn kia thì nó không phải bị khởi động lại máy. Đấy, thì nếu bây giờ mình đang dùng ở trong nhà, mình đang xem tivi hoặc là mình đang hát, rồi là mình đang dùng máy tính, rồi đang nấu cơm, mà nó chuyển ra nguồn này, giữa nguồn này và nguồn kia mà nó không bị gián đoạn, thì có nghĩa là cái bộ này nó chuyển đổi không bị gián đoạn thôi, có nghĩa là không bị khởi động lại. Tất cả các thiết bị mình dùng ở trong nhà là ok. Còn những cái thiết bị cùng cái bộ ATS này, nhưng có rất nhiều bộ thì nó phải khởi động lại, khi nó chuyển đổi giữa hai nguồn thì nó phải chuyển động lại, nhưng mà riêng cái bộ này thì không. Đấy, còn là để mà nó tuyệt đối như những cái chiac ấy, những cái con chiac bán dẫn, này, những cái vi xử lý mà những nhà sản xuất người ta tính toán rất chi là kỹ và chính xác. Đấy, dùng bằng mạch mà người ta đã lập trình sẵn, bằng những cái con bán dẫn thì đảm bảo cho các bác, thì thứ nhất là nó không gây tiếng ồn, nó không có tiếng kêu, và cái thứ hai thì nó tuyệt đối, khi chuyển đổi thì nó tuyệt đối không bị gián đoạn, và bóng các thứ bóng vào nó không bị nháy, và những cái mà kén nhất, kén nguồn điện nhất thì nó không bao giờ bị gián đoạn. Nhưng mà cái này nó cũng sẽ bị hạn chế một số đồ dùng nào đấy, nhưng mà để sử dụng ở trong nhà thì theo em nghĩ là ok. Thì hôm nay em cũng nói rõ cho mấy bác, không là nhiều bác lên comment cũng bảo cái này đúng là cái này nó có độ trễ nhất định của nó, nhưng mà trong phạm vi cho phép sử dụng. Đấy, thì hôm nay em cũng nói rõ như vậy. Thì đây em cũng có kết nối sẵn hết. Đây, bóng này là bóng này, em thử cái bóng này cho mấy bác xem luôn nha. Đây là cái dây của thằng bóng tiếp này này. Đây phích cắm của bóng tiếp, và đây đang có nguồn điện này. Bây giờ em cắm cho mấy bác xem này. Đấy, mấy bác thấy chưa?
cái này dùng là tắc te nha, để một lúc nó mới lên. Đấy, thì là hôm nay em sẽ thử luôn cả cái máy tính này khi mà em đang dùng và nó có việc gì không nha. Thì hôm vừa rồi em thử quạt á, với bếp từ á, thì không thấy vấn đề gì cả nha, không bị ngắt quãng nha. Và hôm nay em thêm một cái bóng đèn và một cái máy vi tính nha, theo yêu cầu của mấy bác hôm vừa rồi comment ở cái video trước của em nha. Và bây giờ em xin được test cái bộ ATS này cộng với cái bo mạch chống quá tải này nha mấy bác. Thì ở đây là nguồn điện lưới này, em cắm ở trên xuống này. Đấy, nguồn điện lưới này. Và đây là cái dây này là em là nguồn ưu tin này, em cho cái bộ qua cái bộ chống quá tải này. Đấy. Đấy, mấy bác thấy là giờ là xuống đây là cái loại này có điện nha, bếp từ mới kêu lên nha. Và bây giờ em xin được cắm cái bóng đèn này. Đây này. Em xin cắm cái bóng đèn này, bóng đèn nháy nha. Đấy. Thì bây giờ nếu em mà rút cái bộ này ra thì dĩ nhiên là bóng tiếp nó sẽ không sáng này nha. Đấy, mấy bác thấy chưa? Đấy, nó chạy qua đây này, cái dây cái ổ cắm này là nó chạy qua cái đường dưới lên ra này này, cái cảm biến dòng này này. Đấy. Xuống trên này. Đây nè, và em cắm bếp từ này, và đây qua một cái ổ cắm dài này. Và một cái ổ cắm dài này kết nối theo cái đã cốt nớ sẵn là quạt này. Máy tính này, máy tính liền qua cái ổ này này. Đấy. Đấy, máy tính quạt là cả cái bóng này nha, cùng một ổ nha. Và bây giờ em xin được cắm vào này. Cắm cái bộ ATS này vào này, dĩ nhiên cái bóng tiếp nó ATS này, xin lỗi mấy bác. Cái bộ ATS này thì dĩ nhiên là cái bóng tiếp nó sẽ sáng trước này. Đấy. Và bây giờ cái này chắc em để lui ra ngoài cái cho nó đỡ chỗ máy này. Đấy, cái bóng đây nha. Để lui ra ngoài. Bây giờ em xin được bật máy tính này. Đây. Bật máy tính này. Đấy, các bác đợi em để em khởi động máy tính các thứ lên rồi em sẽ test thực tế coi như thế nào nha mấy bác. Đấy, và bây giờ các bác thấy là cái máy tính đang hoạt động này, bóng tiếp đang sáng này. Và bây giờ em xin được bật luôn cả cái quạt này nha. Đây. Đấy, tất cả đang hoạt động bình thường nha. Và bây giờ em xin được test cái bộ này nha. Các bác. Thì các bác thấy là khi các bác đang dùng là nó dòng nó lên tầm này rồi nha. Tại vì cái này em nói em vẫn nhắc lại là cái này dòng nó báo không chính xác nha, không mấy bác lại comment nói này nói nọ nha. Bây giờ em xin được cài đặt cho cái dòng nó cao lên một chút nữa nha. Tại vì để cho cái bếp từ tí nó cho nó hoạt động cho nó. Đấy, bây giờ đây là nguồn điện thứ hai này. Đấy. Đây là nguồn điện thứ hai này. Bây giờ em xin kết nối vào này. Đấy. Thì các bác thấy là bây giờ là đang có nguồn điện ưu tiên thì nguồn điện thứ hai dĩ nhiên khi mình cắm vào thì nó không có tác dụng nha. Thì các bác để ý ở bên cái máy tính này. Ở bên cái máy tính này nha. Đó, máy tính với cái bóng đèn nha. Và bây giờ em xin được bật bếp từ thì dĩ nhiên dòng nó sẽ lên này. Dòng nó sẽ lên thì nó sẽ chuyển động giữa hai nguồn điện nha. Các bác nghe cái bộ ATS nó tính kêu của nó nha. Đây. Các bác thấy chưa? Khi mà nó chuyển đổi giữa hai nguồn điện thì tất cả đang dùng bình thường nha. Quạt này, máy tính này. Đấy, cả là bếp từ luôn này, đang dùng bình thường nha. Đây các bác xem đây.
nguồn của nó bây giờ là nó cắt nguồn nicotine này đấy, và nguồn thứ hai đang có điện này đấy, thì dòng bây giờ đang lên này đó, bây giờ đấy, và bây giờ em xin tắt cái từ này, tắt cái từ thì các bác xem cái độ chuyển đổi của nó nha. Đấy, trong đang dùng máy tính như là cũng như quạt này, bóng này, bóng là gần như là không có một tí nháy nha, nói chung là nó hơi nháy một chút thôi, nhưng mà nó không bị khởi động lại, kể cả những thiết bị dùng ở trong nhà, kể cả là bếp từ nha. Em có nói cho các bác là gì, cái bếp từ này nó rất kén điện đấy nha, nó rất kén điện đấy, nhìn như vậy thôi nhưng mà điện mà hơi chập chờn là nó không chạy được đâu. Đấy, thì nếu mà nhìn cái tivi nó mà nhỏ, em cũng bê cái tivi ra đây em thử luôn cho các bác xem đấy, nhưng mà cái tivi nhà em nó cũng lớn nên là em xin phép không được thử tivi, nhưng mà em đảm bảo cho các bác dùng là không bị ngắt quãng nha. Nếu cả tivi thì các bác thấy em test lại một lượt lần nữa nha. Đây, bây giờ bật bếp này, bây giờ là đang nguồn nicotine này, các bác nhìn này. Đấy, đang nguồn nicotine nha. À, các bác để ý em bật này. Đấy, luôn nhìn cái thiết bị mình đang dùng như thế này là đang dùng bình thường nha, không có một khởi, không phải bị khởi động lại nha mấy bác. Đấy, bếp từ này thì cái này á, thì em cũng nói luôn cho mấy bác xem là mấy bác đang theo dõi video của em là như thế này. Thì bây giờ em xin, trước khi nói đến vấn đề thứ hai nữa, thì em xin được tắt cái này nha, không để nó nóng nha mấy bác. Rồi, bác xem này, nó không bị gián đoạn bất cứ một cái gì nha. Thì cái bộ này của nó thì em cũng lưu ý cho mấy bác mua về, có ý định mua về để dùng á, để cho nó thuận tiện trong gia đình của mình nhá. Thì tất cả những cái thiết bị nó đều có ưu và nhược điểm của nó. Thì như cái nhược điểm của con này á, là như thế này, thì em cũng nói luôn cho mấy bác đang dùng muốn sử dụng, muốn mua về sử dụng để biết, để mình có thể coi nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình hay không. Cái điều đầu tiên là cái này nó phù hợp cho mình sử dụng những cái thiết bị điện ở trong nhà như là bếp từ, nồi cơm, rồi tivi, máy tính, quạt, bóng sáng. Đấy là những thiết bị dùng ở trong nhà, dùng con này là ok. Máy nóng lạnh, bình nóng lạnh, rồi là máy lạnh dùng cũng không vấn đề gì luôn. Và các bác mua cái này về để sử dụng, tránh mua về để sử dụng những cái thiết bị mà động cơ mà chạy, mà nó chạy dùng tụ đề. Như máy giặt thì là ok, nhưng mà dùng các cái động cơ tụ đề như là những cái máy rửa xe, nói chung là những cái máy rửa xe, rồi những cái máy xay sát, để mình về mình khi nó đè lên để nó dòng nó cao nó chuyển đổi thì dùng cái này không được nha. Đấy, còn nguyên lý của nó tại sao không được thì cái đấy thì phải tìm hiểu sâu về nó. Thì em chỉ nói là cái điểm này nó sử dụng cái đấy là không được, nên mấy bác mà có ý định mua về để sử dụng cái đấy thì không nên. Và khi mình cài đặt á, mình cài đặt cái này á, thì mấy bác nên cài đặt ở một cái ngưỡng mà khi mình nấu bếp từ á, hoặc là mình làm cái gì đấy, thì nó đừng để cho nó chạy đi chạy lại liên tục, thì nó không tốt cho cái bộ cái tiết điểm cho cái này. Đấy, thì mình cài đặt ở cái ngưỡng nào, ví dụ như mình đang nấu cái bếp từ này đi chẳng hạn, đang nấu ở như cái bếp từ này đi, thì mấy bác cài đặt ở cái ngưỡng mà khi mà mình nấu ở chế độ tầm 500 đến 600 mà nó cắt nóng liên tục á. Có bếp từ này thì mình phải, tại vì khi mình, các bác cắm cái bo mạch em đã thiết kế rồi, khi các bác cắm cái bếp từ về vào thì cái bên A này này nó đã nhảy lên một chút rồi. Đấy, nên là các bác cần cài đặt một cái ngưỡng, các bác cứ về thử là biết ngay, ở cái ngưỡng mà các bác cài đặt lên một chút thôi là không bao giờ vấn đề nó lặp đi lặp lại. Đấy, và bây giờ em xin rút cái bếp từ này ra cho các bác xem này. Giờ đang là 0.91, dao động từ 0.91 đến là 0.92 nha. Thì bây giờ em xin rút cái bếp này từ này ra này. Thì các bác xem là dòng nó sẽ xuống một chút nha.
đấy, dòng nó sẽ xuống mất 0,3 nha. Nên là các bác cũng không lo để cái vấn đề là nó đóng ngắt thì các bác cài đặt một chút là ok. Thì phù hợp với gia đình mình dùng như thế nào đấy thì các bác cài đặt. Đấy, thì video này em cũng test thực tế hết những cái sản phẩm mà trong gia đình của nhà em đang có, thì em test thì em thấy nó chạy ổn định và ok. Và cái bộ này á, xin thưa với mọi người là cái bộ này em cũng đã cải tiến một chút về tiếp điểm. Đó, tại vì em đã sử dụng con này gần 1 năm nay rồi. Con này em sử dụng cả năm đấy. Thì em biết được những cái ưu điểm và cái nhược điểm của nó, nên là em phải cải tiến một chút về những cái tiếp điểm này. Nên là em cũng nói cho mấy bác là con này dùng là nó bền. Nó bền, dùng là ok. Có rất nhiều người mua về thì sử dụng nói là độ bền nó không cho phép, nhưng mà khi mình sử dụng một thời gian mình sẽ biết được cái ưu điểm và nhược điểm của nó để mình khắc chế nó, thì mình dùng nó sẽ bền hơn. Đấy, thì video này em xin chia sẻ một cái bộ ATS này và một cái bộ chống quá tải cho mấy bác tham khảo coi là nó phù hợp với sử dụng trong gia đình mình hay không. Thì video này em cũng xin kết thúc tại đây. Em luôn rất rất chi là cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ kênh của em và theo dõi những cái video em đưa lên trên kênh của em. Em xin chào tất cả mọi người nha.